Ôi mèn đất ơi, thị trường ta hôm nay biến động mạnh quá. Đầu phiên thì liên tục tăng điểm, nhiều cổ phiếu tăng xanh tăng trần liên tục. Nhưng gần về cuối phiên thì mà cổ phiếu trụ, nhưng mà phiếu tăng đầu phiên lại bị quay đầu giảm trở lại. Và ngay lúc này chắc chắn rất nhiều người đặt ra một câu hỏi là thị trường ta còn hồi nữa hay không, qua tuần sau hay không, hay là chúng ta sẽ dừng lại việc hồi và giảm điểm lại ở tuần sau. Và không kém phần gây cấn ở cái việc câu hỏi đó thì rất nhiều người sẽ đặt ra một câu hỏi là nên mua bán cổ phiếu gì, và nên bán ra như thế nào, và nên chuẩn bị tinh thần như thế nào trong kịch bản sắp tới. Và trong video này sẽ giải quyết tất cả những câu hỏi của mọi người. Và chào mọi người đến với channel là chứng khoán VN Nguyễn Trọng Thiện. Hôm nay rất vui được trò chuyện mọi người ở cái video cuối tuần này. Và cũng vẫn như những video cuối tuần trước đó, video chúng ta sẽ gồm có 3 phần. Phần đầu tiên phân tích thị trường của thế giới, liên thị trường thế giới. Phần thứ hai phân tích thị trường Việt Nam ta. Và phần thứ ba xem xét một số nhóm ngành cổ phiếu có thể mua được và kỳ vọng điều gì về những cổ phiếu đó nhá. Thì rất mong người hãy bổ chức Giang nhớ thích video của người làm chứng khoán, nhớ đúng đăng ký kênh nữa nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và mọi người đừng quên hãy comment một số cái ý kiến mọi người ở dưới phần video nhằm cải thiện hơn về video này, nhằm mong muốn điều gì ở người đó để người đó chia sẻ cho mọi người nhé. Và dưới phần comment có cái phần nữa là tham gia cộng đồng chứng khoán, mọi người ở đây tham gia nhé. Và tại đây cũng có một số kênh TikTok này hay là group này, mọi người tham gia ở đây để cùng trò chuyện với người đó chứng khoán. À lại quên rồi, lại ra ta phải xưng hô là em và các anh chị chứ, lại xưng hô là người đó chứng khoán rồi. Thì quay trở lại với cái phần phân tích liên trường, thì đầu tiên em thì sẽ phân tích cho mọi người về cái đô la đất. Đầu tiên thấy một điều á là đô la hiện tại đã có một số câu chuyện đến từ FOMC từ đầu tuần vừa rồi, nói rằng là khả năng sẽ có nhiều chính sách cảm thấy rằng là đã thắt chặt quá mạnh mẽ ở tháng trước rồi, tháng này có thể cân nhắc lại đó. Mấy ông FOMC nói như vậy. Thì sau đó thì đô la đất có dự bị sụt giảm và dòng tiền đã chạy qua một số kênh khác như là chứng khoán, như là coin, bất động sản v.v. Nhưng gần về cuối giai đoạn này thì bắt đầu nhiều thông tin khác được đưa ra, nào là thị trường bắt đầu có nhiều cái chuyển biến tiêu cực hơn, rồi là dự đoán nhiều cái tiêu cực hơn, dẫn tới thị trường chúng ta bị quay đầu. Và nhìn chung thì cái đô la đất này ảnh hưởng rất nhiều bởi chính sách thôi, chứ chúng ta phải chờ đợi những chính sách của thị trường. Và cũng không kém cái phần gây cứng đó vào đầu tháng 11 này. Vào ngày 1 tháng 11, cuộc họp về giá dầu, cuộc họp về giá dầu rất kỳ là quan trọng sẽ được diễn ra. Và tại sao là quan trọng? Tại vì là cuộc họp giá dầu này á là một trong những cuộc họp mà cho thấy được là những khúc mắc hiện tại ở Mỹ đang gặp phải nhá. Đó là lý do tại sao mà giá dầu có thể quay đầu lại mạnh mẽ như vậy. Chúng ta coi về chặt tuần cho dễ nhìn hơn nhá. Có gì quay đầu trở lại mạnh mẽ nào thấy không? Một cây nến tuần cực kỳ mạnh mẽ và kiểm tra lại cái sườn của trendline sau đó vừa trở lại. Thì mọi người biết đó, những câu chuyện của những câu chuyện ta muốn đề cập ở đây đó là cái câu chuyện về cái lượng dầu của Mỹ hiện tại nhá. Khi mà Biden đang sử dụng hết cái mức lượng dầu có thể để sao mọi người, để cố gắng kìm hãm được cái giá cả hàng hóa tại Mỹ. Nhưng nhìn chung cũng không gọi là không có một số tích cực gì cả, đa phần cũng vẫn đứng im. Và nhìn chung tác động này bởi một số yếu tố, đó là Nga cũng như OPEC cộng đang giảm sản lượng rất nhiều. Dù rằng Mỹ hiện tại đang tác động cực kỳ nhiều lên giá dầu rồi, nhưng mà vẫn chưa nào đi ngược lại được cái sóng của nó. Và cái việc mà tăng lãi suất của Fed cũng là mục đích chung là để giảm cái lượng giá hàng hóa của Mỹ, của thế giới. Đó là mục đích chung là vậy, nhưng mà vẫn chưa hiểu rõ ràng hơn, vẫn chưa có gì hay ho đây cả nhá. Chính vì thế thì những tác động đến từ Nga cũng như OPEC cộng đang làm những giá dầu quay đầu trở lại như vậy. Và hiện tại thì cái kho dự trữ dầu của Mỹ hiện tại gần như là cạn kiệt rồi, và nó gần như là về cái mức cảnh báo rồi, gần như về mức cảnh báo rồi. Và hiện tại em có khảo sát thử cái đâu ta, ngồi đợi em xíu nha. Em có xem sơ cái sản lượng dầu của Mỹ đây thì đang ở mức gọi là cực kỳ thấp rồi nhá. Rồi quay một tí, đó là về cái thị trường Dow Jones. Thị trường Dow Jones như thế nào? Thị trường Dow Jones hiện tại phải nói là khá là tích cực đó. Hiện tại Dow Jones đã có cái phiên tăng, phải nói là bắt đầu kể từ cái ngày đó là ngày 13 tháng 10 tăng một phát cho đến tận ngày hôm qua cũng là mức tăng luôn. Tuy rằng cái nến có đảo chiều một tí, nhưng mà nhìn chung thì nó tổng kết được là một quá trình tăng cực kỳ mạnh mẽ 2 tuần vừa qua của Dow Jones. Và hiện tại cũng đã như là vượt lên ngưỡng không rồi, chuyển qua xuống là xuống uptrend nhẹ nhẹ rồi.
nhá, úp chân nhẹ nhẹ nhá. À, thì nếu như trong xu hướng tới mà giữ được trên cái ngưỡng không này thì đó là một xu hướng tốt với Dow Jones. Nhìn chung thì có khả năng rất là cao thì Dow Jones sẽ quay trở lại kiểm tra lại cái mốc này đó trong năm tới và tìm cố gắng đi sideways cái mốc này để tạo mô hình 3C có thể xảy ra nhá. Đi sideways đây, tạo mô hình 3C. Ngắm nghía sang một số thị trường của liên châu Á cũng như là châu Á Thái Bình Dương thôi nào. Hiện tại nó coi như là Hồng Kông vẫn tiếp tục đi dò đáy, yếu hơn trường Việt Nam ta rất là nhiều đúng không? Hồng Kông này rồi là ông Thái Lan vậy, đa phần thì cứ đi dò đáy và yếu hơn trường Việt Nam ta rất là nhiều. Trong khi đó thì thị trường như là Nhật Bản này, Hàn Quốc này, đa phần đi khá tương đồng so với Mỹ nhá. Tại vì là những chính sách tiền tệ của Hàn Quốc, Nhật Bản cũng như một số nước khác đa phần là đều đi theo Mỹ cả. Từ những giai đoạn đầu luôn nhá. Còn Việt Nam ta thì hơi ngừng ngừng một tí, Việt Nam ta thì có cái lượng dự trữ gọi là ngoại khối cao và dẫn tới là chính sách tiền tệ chúng ta mới cái việc thay đổi gần như là cuối năm nay đi theo thế giới mà thôi. Thì lát em sẽ nói vấn đề này. Rồi một số nước của trong khu vực châu Đông Nam Á hay sao, như là Indonesia này cũng đã như là vườn lên trên line tăng rất khỏe và gần như là một cây nến tốt khi nó kiểm tra lại vùng này, và đây được coi như là một cái nến bùng nổ theo đà này, sau đó một phiên tích lũy này qua vùng này, và nhìn chung là khá tích cực với những cái phiên tàu đáy trước đó của thị trường như vùng này này hay là vùng này cũng đều tàu đáy như vậy cả, và đây được coi là một vùng tàu đáy khá là tốt. Rồi là Malaysia cũng vậy, là khá là khỏe nhá. Rồi rất nhiều người đặt câu hỏi là liệu rằng Việt Nam ta có đánh giống như Malaysia hay không, đánh kiểu như là thẳng đứng như thế này hay là sẽ đánh giống như Indonesia chờ đợi một phiên bùng nổ theo đà và tích lũy lại quanh vùng này đó. Một hỏi rất là thiết thực nhá, lát nữa cùng giải thích, lát nữa cùng tìm hiểu. Thái Lan thì sao? Thái Lan thì cũng khá là tích cực ở đây, đó là một trong những cái phiên thị trường Thái Lan cũng đang tích lũy lại quanh những vùng này để lên, và nhìn chung ta vẫn đang kỳ vọng là Việt Nam ta có những cái phiên tích cực giống như những anh em của chúng ta ở khu vực Đông Nam Á như vậy. Nói một tí về giá vàng thì sao? Giá vàng thì từ lúc mà em nói là tạo mô hình cái màu này hơi khó nhìn tí nhỉ? Đây. Tạo mô hình ACB ở đây, xin lỗi mọi người, ABC ở đây. Thì cái quá trình tạo cái B ở đây là mô hình gì mọi người? Mô hình gì mọi người? Comment bên dưới nào. Đó. Cho mọi người 10 giây dập nát nút like ở video cũng như comment nhá. Đây là mô hình Doji Star. Đó, đồ hình Doji Star. Đây là một đồ hình đảo chiều cực kỳ rõ ràng. Và một mô hình này đảo chiều và nó hướng sóc lên rất là đẹp đúng không? Và hiện tại thì có khả năng nó sẽ bứt phá qua cái đường trên line này và tiến lên trên những vùng trên nữa. Và chúng ta đang kỳ vọng như vậy với mô hình tạo ba đáy cực kỳ như vậy nhá. Rồi hiện tại những chính sách Việt Nam ta như nào, thị trường Việt Nam ta như nào? Thì đầu tiên em muốn nói cho mọi người một tí đó là về vĩ mô và những câu chuyện xoay quanh Việt Nam ta trước, sau đó mới đến chạm đô thị. Đây là một cái rất hay, một cái research rất hay của nước ngoài research về Việt Nam ta. Họ nói là Việt Nam ta có thể sẽ tiếp tục mở biên độ giao dịch tiền đồng thêm một lần nữa. Tại vì sao mọi người? Để giữ chữ, gọi là phải nói sao ta, phải nói sao đúng ta, để bảo vệ được những cái dự trữ ngoại khối ở mức an toàn đó, phải nói như vậy mới đúng. Tức là cái câu chuyện là như thế nào? Thì câu chuyện này em sẽ tóm tắt là như thế này. Đó là Việt Nam ta trước đó thế giới thì tăng lãi suất, đúng không mọi người? Việt Nam ta thì vẫn giữ mức lãi suất ổn định, kiềm hãm vấn đề về lạm phát bằng cách đó là lạm phát về tỷ giá bằng cách là sử dụng cái ngoại khối, dự trữ ngoại khối. Và đó là câu chuyện tại sao mà cái mức Việt Nam ta đạt đỉnh dự trữ ngoại khối ở mức đó là 112,2 tỷ USD vào tháng 1 và đã sử dụng nó rất là nhiều, và hiện tại còn ở mức đó là 94,5 tỷ USD vào tháng 8. Và cái mốc này là mức gọi là mốc an toàn, một cái mốc mà có thể gọi là an toàn và chuẩn bị được cho thời gian sắp tới. Tại vì là trong thời gian tới chúng ta phải ở mức an toàn để có thể ít nhất là 3 tháng nhập khẩu nhá. Thì đó là câu chuyện mà của quỹ tiền tệ quốc tế đã cảnh báo rồi, là hiện tại chúng ta đang ở mức gọi là ít nhất là 3 tháng nhập khẩu đó. Thì câu chuyện như vậy cho nên là cái bài báo này muốn đưa ra là hiện tại này cái dự trữ ngoại khối chúng ta không còn ổn định rồi, và hiện tại chính sách tăng lãi suất hiện tại đã xuất hiện rồi. Rồi những chính sách như vậy mà nếu như áp lực của USD còn quá cao thì không tránh khỏi là Việt Nam ta tiếp tục mở thêm biên tỷ giá nữa nhá. Và nếu mở thêm biên tỷ giá là đồng nghĩa việc là thả lỏng cho cái đồng Việt Nam đồng chúng ta, và việc đồng Việt Nam đồng chúng ta thoải mái cho việc là lạm phát
lạm phát về đồng Việt Nam đồng nhá. Cái này mọi người dễ hiểu thôi. Mọi người xem cái video này của em thì mọi người sẽ hiểu này. Cái video này này, cái video mà khủng hoảng năm 1997 cho đến năm 2008 mọi người sẽ hiểu. Tại đây là câu chuyện em nói rất là rõ ràng ở đây, đó là câu chuyện mà đây cái câu chuyện tỷ giá này. Thì tại thời điểm đó nhá, tại thời điểm đó thì năm 1997 á, Thái Lan cũng đã từng mở biên tỷ giá và không kìm hãm được điều đó. Và ngay lập tức chỉ trong vòng một năm thôi lạm phát tỷ giá của Thái Lan ở mức 40% và nhiều nước, và phải nói là gần như là đến cuối năm 1998 và đầu năm 2000 thì phải, thì lạm phát tỷ giá của Thái Lan trên mức 50% luôn. Thì em phải ví dụ như này cho mọi người hiểu này. Thì thời điểm đó thì thời điểm năm 1997 á, mẹ của em Thiện cho em Thiện 10.000 đồng đi mua cây kem. Và em Thiện nói rằng là đến năm 1998 rồi vẫn cứ cho 10.000 như vậy ăn không đủ. Thì mẹ em Thiện cho em Thiện thêm 20.000 để mua hai cây kem. Nhưng em Thiện ra em Thiện mua hai kem thì không được. Tại vì là hiện tại một cây kem nó đã bằng 20.000 đồng rồi. Lạm phát tăng lên như vậy rồi và cái tỷ giá tăng như vậy rồi, cuối cùng thì buộc phải đi mua 20.000 một cái kem đó. Thì cái này là bài học rõ ràng của chúng ta. Và tại thời điểm này chúng ta rút được một kinh nghiệm, đó là chỉ có một mình cái ông đó là ông Philippines trong khu vực Đông Nam Á chúng ta là giữ được cái mức lạm phát về tỷ giá nó mức an toàn. Thì tại sao như vậy? Tại vì là ông Philippines này đang sử dụng chính sách chống Việt Nam chúng ta, đó là tăng lãi suất điều hành lên và giữ dòng tiền ở cái kênh, đó là kênh Việt Nam chúng ta, tránh nó bị chảy ra giống như Thái Lan, Indonesia. Mọi người xem là những video này mình sẽ hiểu nhá. Thì đó là câu chuyện em thì muốn chia sẻ với mọi người đây về cái tỷ giá Việt Nam đồng, tỷ giá Việt Nam đồng mất giá này và USD tăng giá như vậy thì cũng ảnh hưởng rất là nhiều lên một số doanh nghiệp. Mình thấy đây cái câu chuyện tóm gọn đây là USD đã tăng 4,5% trong thời gian từ 30 tháng 6 cho đến ngày 7 tháng 10 năm 2022 và đã mang lại một khoản lỗ trên lề tỷ giá ước tính là khoảng 126 tỷ đồng nhá trong vòng 6 tháng như vậy. Và ghi nhận 67 tỷ đồng lỗ tỷ giá cho USD tăng. Thấy không? Kinh khủng không? Đó là như vậy. Và nhiều doanh nghiệp đang thống kê đây mà thấy nè. Mình xem lại bài báo này nhá. Rồi miên man lấy trường, chúng ta quay trở lại với thị trường thôi. Thì mọi người đã biết rồi. Thì trước đó thì em Tiện đã có nhận định thị trường rằng thị trường chúng ta đang kỳ vọng một điều là chúng ta sẽ tạo cho chúng ta một cái quá trình tăng lên cái mức 1.000 để sao mọi người để có thể kỳ vọng được. Đây, mọi người có nhắn ở đây là thì vào ngày 26 tháng 10 chúng ta kỳ vọng thị trường sẽ cảnh lên trên mức 1.000 để sau người để có thể là tiếp tục lại cái vùng này và sau đó sẽ tìm những hội để vượt lên trên và xứng đáng cho một phiên bùng nổ thứ đà, phiên gọi là FTD nhá, một phiên FTD. Thì chúng ta vẫn đang kỳ vọng như vậy, hiện tại vẫn đang kỳ vọng như vậy luôn. Và phiên hôm nay là một phiên giảm đỏ như vậy là một phiên hợp lý, xứng đáng và không gì việc gì ta phải lo sợ cả. Tại vì nó mới tạo tiền đề được cho những phiên sắp tới, tạo được biên độ tăng giá một số mã phiếu sắp tới. Chứ nó cứ kéo tăng liên tục như vậy thì biên độ sắp tới sẽ rất nguy hiểm. Tuy rằng là phiên hôm nay nếu như có kéo một phiên bùng nổ theo đà thì cũng xứng đáng, tại vì theo nguyên tắc ô lêu thì là phiên thứ tư, kể từ phiên thứ tư cho đến phiên thứ bảy thì hôm nay là một phiên thứ tư cũng xứng đáng thôi. Nhưng nhìn chung là cái biên độ tăng giá như vậy sẽ rất là rủi ro trong thời gian tới với một số mã phiếu nhá, tăng dốc hay là tăng mạnh như vậy. Thì mọi người biết rồi, trong năm vừa qua thì em Thiện có tập trung mua một số mã phiếu như là mã phiếu VBank và mã phiếu Hòa Phát là những mã phiếu em tập trung mua chính thôi. VBank và Hòa Phát hai mã phiếu mua chính vào 24 tháng 10. Rồi mã phiếu Lâm Long cũng là mã phiếu canh mua vào ngày hôm đây, canh mua vào những ngày 26 tháng 10 nhá. Canh mua Lâm Long. Phân tích được Lâm Long hiện tại nó về mức giá khá là rẻ và mua. Hiện tại nó lãi trên đâu đó tầm 8% rồi. Rồi trong ngày hôm nay có mua mã phiếu gì? Trong ngày hôm nay thì thực sự là cũng kê mua một số mã phiếu. Đó là một số mã phiếu như sau. Sẽ là sẽ kê mua, nếu nó về vùng giá này sẽ mua gom từ từ. Và đánh cược một câu chuyện đó gì? Đánh cược một câu chuyện đó là chúng ta đánh cược một câu chuyện, đó là sẽ có phiên FTD. Mà nếu như có phiên FTD thì chúng ta sẽ chiến thắng, còn nếu không có thì chúng ta sẽ thua. Thua tức là sao? Chúng ta sẵn sàng cho việc là bán ra nhá. Tại vì chúng ta đang kỳ vọng là sẽ có một phiên FTD và chúng ta mua vùng giá thấp hơn bây giờ, vùng giá này giá rẻ bây giờ và một vùng giá mà hiện tại chỉ có tàu lập đang gom hàng thôi. Và chúng ta kỳ vọng sẽ một phiên FTD. Mọi người nhớ cái tâm lý thị trường không? Cái thị trường mà hiện tại thị trường em nhìn nhận rất là dễ. Em đi từng lên những cái group hội nhóm này, đọc những comment của một số anh chị comment dưới những video là em biết được là hiện tại chúng ta lên như thế nào, thì chúng ta đang ở không gì như nào nhá. Em sẽ biết được là hiện tại thị trường như nào. Đó như vậy thì
góc nhìn thị trường hiện tại là một góc nhìn mà hiện tại không mấy ai mua những vùng giá dưới đâu. Em khẳng định mọi người luôn nhá. Hiện tại đa phần á là chỉ là mọi người đang tập trung chờ đợi một phiên bùng nổ theo đà, rồi chờ đợi những phiên tích lũy lại mọi người mua, đó hay là vượt lên trên đường 20 người mua. Còn hiện tại rất ít người mua theo phương pháp hiện tại để mua phương pháp gọi là mua những cổ phiếu đang rẻ và kỳ vọng nó rẻ để mua nhá. Rất ít người mua như vậy. Vì chính vì những yếu tố đó thì thấy được là hiện tại thì nếu như cổ phiếu có về những vùng giá hấp dẫn như em đã kê ở trong cái đoạn này thì chúng ta sẽ cân nhắc mua. Và đây là một cái phần tin nhắn mà em nghĩ là mọi người có thể lưu ý lại và cân nhắc lại. Và nếu như mọi người có mua thì cũng quản trị rủi ro hợp lý nhá, chứ không phải mọi người mua theo em xong rồi là không có lãi thì quay qua chửi hay là đăng đàn thì cũng tội em lắm nhá. Tại vì là có lãi thì mọi người cũng không nhớ đến em, mà có lỗi thì mọi người mới nhớ đến em thôi. Thì cái đó thì cũng khá tiếc, khá là buồn. Tại vì là cái kênh này là kênh của một mình em trò chuyện và nói chuyện mọi người. Và rất mong sẽ có một thời điểm đó anh chị và chúng ta có thể thảo luận và trò chuyện được một kênh nào đó, và cũng như là tìm được cái điểm chung nhá. Rồi sơ sơ mọi người như vậy thì chúng ta quay một tí về cái chạm đồ thị kỹ thuật nhá. Đây thì thấy là hiện tại chúng ta có kỳ vọng mà chúng ta từ ra quanh vùng này là cái vùng mà cân bằng. Em đã nói rất là nhiều rồi. Tại vì cái vùng này là vùng năm phải nói là năm 518 đến 519-20 sẽ là cái vùng mà tạo lập mua rất là nhiều. Đó, tổ chức mua trong tay rất là nhiều. Chỉ là những cuộc khủng hoảng này này, là những cuộc khủng hoảng mà họ bán ở vùng trên này, họ mua những vùng dưới này và không biết được cái điều gì xảy ra. Họ chỉ mua những vùng này, họ kỳ vọng sẽ lên nữa thôi nhá. Đó là như vậy. Và em nghĩ rằng giai đoạn Việt Nam ta hiện tại đang khá giống với giai đoạn này. Em nghĩ là sẽ giống với đoạn này. Tức là chúng ta khả năng nhá, khả năng sẽ đâu đó sẽ một quá trình tạo đáy lên. Đâu đó sẽ giống với năm 2009-2010 nha. Sau đó sẽ đi ngang trái chiều bò chiều bên vùng này. Đó, sau đó sẽ chờ đợi một thông tin nào đó sẽ bứt phá lên. Sẽ như vậy. Và mọi người còn nhớ câu chuyện em Thịnh có nói không? Đây câu chuyện mà em Thịnh nói rất là nhiều ở vùng này nhá. Cái vùng mà thị trường ta mở cái biên độ này. Đây, thì chúng ta đã từng mở một cái biên độ tỷ giá từ 2% đến 3% cái vùng này. Và sau đó chúng ta cũng bị giảm giá rất mạnh. Và cái quá trình giảm giá này thì thị trường ta có một cái vùng hồi phục như sau. Tức là chúng ta có một vùng hồi phục tầm khoảng tương đương là tầm khoảng 13-14% đúng không? Và sau đó chúng ta bị giảm lại nè. Thì chúng ta bị giảm lại từ đây, từ vùng hồi phục này về đây. Xin lỗi, chúng ta đo từ cái vùng đáy đi cho dễ nhá. Đó, vùng đáy cũ này. Đó, về đây. Thì đâu đó là tầm khoảng 17%. Thì chúng ta thể đo đạt được với mức hiện tại luôn nếu như giống nhau như vậy nhá. Thì tại vì hiện tại chúng ta này cũng là mở biên tỷ giá này. Và đến tận đầu năm 2023 mới có thể tích cực hơn một tí. Và hiện tại câu chuyện cũ của năm 2009 thì cũng tương tự như vậy. Và đến cái mức đó thì mới có thể ổn định hơn một tí nhá. Thì mọi người nhận này, nếu như chúng ta có những phiên hồi phục tăng khoảng 13-14% thì có khả năng lên vượt vùng này. Đó, tầm 13-14%. Đâu đó thì khoảng to là 1100 cộng trừ 20 nhá. Cộng trừ 20. Đó thì đó là cái khoảng có thể hồi phục được. Và sau đó có thể sẽ giảm lại. Chúng ta tính từ cái đoạn này trở xuống nhá. Đoạn này trở xuống, đâu đó sẽ là vùng này. Sẽ là cái vùng đâu đó sẽ phù hợp với tầm 17%. Mức giảm tương đương nhá. Tầm 17-17%, mà thấy không? Đó, về vùng 800. Đó là cái mốc như vậy. Và em đã có vẽ một cái sơ lược cho khách hàng về tổng quan như vậy. Ok, thế em vẽ chỗ khác rồi. Nhưng mà chúng ta đang kỳ vọng như vậy nhá. Tức là chúng ta sẽ có những phiên theo kiểu như thế này. Đó, sẽ kiểu hồi phục lên được vùng trên này. Sau đó có thể sẽ giảm lại về vùng 800. Thì khi đó mới giống được giống cái năm đó. Tại vì là hiện tại so sánh với một cái nền về vĩ mô hiện tại, thì những câu chuyện vĩ mô hiện tại đang khá giống nhau. Nhưng mà để so sánh với tỷ giá thời điểm đó với điểm này thì hơi khác nhau một tí. Tại vì là cái ngân hàng nhà nước Việt Nam ta, hay là phải nói là chính sách nhà nước ta đã khá là ok rồi, thắt chặt tốt rồi. Và điều này có thể sẽ giảm thiểu được những rủi ro như vậy. Thì có thể đâu đó, nếu như lên như vùng này, có thể giảm về đâu đó thì vùng này thì sao? Kiểm tra lại vùng 980 sao? Hoặc là đâu đó về vùng 1000 thì sao? Thì khi đó cũng có thể được coi là chính sách Việt Nam ta đã ok hơn nhá. Nhưng mà điều tích cực hiện tại Việt Nam ta đã có hiệu là tạo hai đáy phân kỳ ở đây. Rất tích cực nhá, rất tích cực ở đây. Đó, cái hai đáy phân kỳ không? Rất tích cực ở đây. Và điều tích cực này nếu như thì chúng ta có thể siêu người, cái này vẫn chưa đoán được nhá. Đây, có thể sẽ là một phiên vượt lên trên vùng phía trên này. Đó, khi mà vượt được cái vùng đó là vùng lên, vượt được cái vùng này này thì rất dễ chúng ta xác định cho một cái đáy là đáy trung hạn vùng dưới này nhá. Đáy trung hạn vùng dưới này. Và khi đó thì việc chạm thủng vùng đáy này khá là khó. Và chính vì thế chúng ta sẽ có nhiều kịch bản hơn. Kịch bản nếu như trường tích cực hơn, có
ví dụ bơm tiền có thể chính sách ổn định hơn một tí, thì những cái việc chúng ta kiểm tra những vùng trendline này rồi tiếp tục đánh lên nữa, nó đều ok có thể xảy ra được nhá. Đó, còn nếu như chính sách Việt Nam ta không ok và không vừa được lên vùng phía trên này thì không một phiên FTD nhá, nó không một phiên FTD, không một phiên bùng nổ theo đà, thì chắc chắn là chúng ta sẽ không có cái việc đó là đánh lên những vùng phía trên và có thể tạo ba đáy phân kỳ. Cái vùng này là điều rất bình thường xảy ra. Mọi người xem lại những cái video của em nói về những cái vùng này, tại những cái vùng chính sách của thị trường Thái Lan vân vân này, tạo ba đáy bốn đáy phân kỳ là điều rất bình thường nhá, tạo đáy phân kỳ giảm liên tục là điều rất bình thường. Cho nên chúng ta phải luôn luôn đưa những kịch bản xấu nhất, chứ đừng nên đưa những màu hồng nhá. Hiện tại rất nhiều những môi giới luôn luôn đưa cho khách hàng những màu hồng. Khi mà thị trường chúng ta một số mã phiếu giảm thủng MA20 thì tiếp tục họ vẽ ra đường MA50, họ giảm thủng đường MA100, tiếp tục vẽ ra những cái đường MA100 để cho những cái vùng hỗ trợ ở dưới, để cho khách hàng luôn luôn kỳ vọng là cái mã phiếu chúng ta đang về những vùng giá hấp dẫn nhá, mà không đưa cho khách hàng những góc nhìn tiêu cực đó. Và cứ luôn luôn đưa như vậy thì về lâu về dài thì khách hàng sẽ cứ đi chung bình giá một cách ngu xuẩn, và rồi sẽ không còn tiền để chung giá mức giá hợp lý nữa nhá. Đó, như vậy thì em rất ghét kiểu như vậy, em sẽ luôn luôn đưa cho khách hàng những sự tiêu cực đầu tiên. Đó là lý do tại sao luôn luôn em luôn nhắn nhủ trước cho mọi người rằng là thì chúng ta đang gặp những rủi ro như thế nào, đang góc nhìn như thế nào, ở đầu ngay đầu video mà thấy không, những câu chuyện thế giới như nào, rủi ro như thế nào, câu chuyện Việt Nam ta như thế nào, rồi là những cái rủi ro chúng ta đang gặp phải và tương tự như thế nào. Đó, trước khi em nói một cái điều tích cực, đó là chúng ta sẽ kỳ vọng một phiên FTD, một phiên bùng nổ thứ đà, ok mọi người. Đó, hiện nay đánh cược như vậy mà, chúng ta đánh cược thì nếu như có một phiên FTD thì chắc chắn nó đã kéo lên vùng phía trên này đúng không, thì nó sẽ tích lũy lại thôi, tích lũy lại trắng chia màu chia đây, thì những vùng này là những vùng ta mua thêm đi chậm này mà xin vùng này này nhá. Còn những phiên nó đánh cược vùng FTD tức là những phiên chúng ta kỳ vọng ăn sớm thị trường nhá, ăn nhiều hơn so với những người không kỳ vọng và chờ đợi những cái mô hình an toàn hơn. Đó, như vậy. Và không tránh khỏi chúng ta nhìn chặt tuần này, không tránh khỏi một cái phiên tương đồng của hai phiên này nhá. Đó, tại vì sao? Tại vì hai phiên này nhìn chung á là vẫn chưa có hiệu tích cực của cái chặt tuần, vì hiệu là co thắt lại cái MACD. Và một điểm trừ nữa là MACD chúng ta đã gãy luôn cái vùng đáy cũ rồi nhá. Chính vì thế chúng ta không ngoại trừ một vấn đề, đó là có thể sẽ là một phiên giống như phiên này nhá. Một cây nến không làm tất cả, mọi người ghi xuống giấy nhá, và nhớ câu này, một cây nến không làm nên tất cả, phải một quá trình tạo đáy, một quá trình tạo đáy mới làm nên tất cả được nhá. Mọi người nhớ nhá, mọi coi này, chặt tuần này, một cây nến không làm nên tất cả, phải cần rất nhiều cây nến, sau đó mới một quá trình đủ nhiều mà, thấy không, đủ nhiều thì khi đó ta mới có một câu chuyện tăng giá mạnh như thế này. Mọi người ok không? Đó, một cây nến không làm nên tất cả này. Đó, nó phải có rất nhiều những cái nến xác nhận phía sau. Đó, thì mới xác định được nó có làm có thể hồi phục được hay không. Mọi người nhớ nhá. Luôn luôn như vậy. Cứ luôn luôn vậy, một cái nến không thể nào lên tất cả được. Phải có rất nhiều cái nến xác nhận. Thấy không? Chúng ta phải bỏ lỡ một cái đoạn tăng giá thế này, nhưng mà chúng ta cứ kỳ vọng được một đoạn tăng giá thế này thì sao? Đúng không mọi người? Đó. Đây là chặt tuần nhá. Chặt daily thế này có nhiều câu chuyện nói hơn. Chặt tuần mà thấy à? Một cái nến không thể làm thêm tất cả được, có thể nó sẽ quay lại rất bình thường, mình thấy không, những cái nến này này, đó, nó quay lại rất bình thường này, đó rất bình thường, cho nên chúng ta cứ bình tĩnh đã, một nến không thể làm thêm tất cả được nhá. Rồi số lượng một số mã phiếu, số lượng một số cổ phiếu tại sao em thiện lại mua. Đầu tiên chúng ta nói một số mã phiếu dòng banh thì chúng ta phải nói là rất ok ở vấn đề là tích lũy giữ giá rất tốt, một số mã phiếu hồi phục rất khỏe. Ví dụ như là Techcombank, một cái nến hồi phục và nó đảo chiều rất là khỏe. Và tại sao nó có nến đảo chiều mạnh như vậy? Chúng ta coi chặt tháng thì sẽ thấy này. Nó sẽ xác định là sẽ không bị thủng cái mây và nó rút chân trở lại, và cái việc rút chân trở lại này có khả năng sẽ tạo tiền đề cho nó. Các bạn phiếu Techcombank này giữ được quanh mốc này. Đó, và sẽ tích lũy lại quanh vùng này nhá. Và sau đó mới xác nhận thêm được. Chính vì thế thì đó là một cái viên rút chân tích cực của mã phiếu này và hồi phục tích cực như vậy. Một số mã phiếu khỏe hơn, chúng ta thấy như là ACB rất là khỏe, một cái nến doji rút chân cực kỳ khỏe ở chặt tháng, và được coi một cái nến cực kỳ đẹp để xác nhận cho ông ta một cái phiên hồi phục sắp tới giống như cái cây nến này, thấy không, đó cái nến này này, đó một phiên hồi phục tầm hai cái nến tháng nữa rất ok đúng không. Đấy thì một số mã phiếu khác này, đó một số phiếu khác này như là CTG, thấy không, một cái nến cực kỳ đẹp xuất hiện ở đây.
Và toi cái nến của CG nó có tương đồng với cái nến này không? Nó một cái nến gọi là nó quay trở lại kiểm tra rút chân trở lại này. Đó, và cái nến CTG cũng có thể rút chân trở lại, quay trở lại kiểm tra rút chân trở lại nhá. Đấy, và nếu như em thì có sự lựa chọn thì chọn mua nhiều mã phiếu như là nếu có sự tích lũy lại nhá, có gọi mua thì mình sẽ chọn mua mã phiếu CTG khi nó kiểm tra lại vùng giá, đó là vùng giá tầm 22 cộng trừ, hoặc là mã phiếu như ACB nếu nó kiểm tra những vùng giá tầm 22 cộng trừ, 21 cộng trừ, 22 cộng trừ. Và một mã phiếu nữa đó là mã phiếu VBank và Liverpool, hai mã phiếu thì sẽ canh mua nhá. Thì Liverpool thì là một mã phiếu xác định là mua rẻ hơn thị trường rất nhiều rồi, mua bằng giá của tài lập đang gom rồi, mua bằng giá của chủ tịch đang gom luôn rồi nhá. Thì là cái việc mua thôi, cho nên thì đang canh những vùng giá dưới giá 10 thì sẽ mua mã phiếu này, cũng nhìn lên thị như vậy. Rồi một số mã phiếu trong ngành bất động sản thì chị sẽ canh mua mã phiếu nào, đó mã phiếu Khang Điền cũng như là mã cổ phiếu Lam Long. Nhưng mà phiếu này chắc chắn nó sẽ có một nhịp nào đó kiểm tra lại cái vùng đáy cũ này để ta mua nhá. Cái đó cũng rất tốt để ta mua nâng thì chậm thêm nhá. Rồi Khang Điền tôi đồng như vậy luôn đó. Tại sao em thì lại chọn mua những mã phiếu này? Đầu tiên á, Khang Điền và Lam Long là hai mã phiếu có mức độ an toàn. An toàn về gì? An toàn về cái kênh trái phiếu của nó. Một cái xem video này của em thì mọi người sẽ hiểu này. Em top 5 doanh nghiệp bất động sản có lợi phiếu tốt và không tốt này. Mọi xem video này mọi sẽ hiểu nhá. Đó thì sẽ canh mua những mã phiếu này. Khi mà chúng ta coi một tí về chặt tháng mọi người thấy này, những mã phiếu này là những mã phiếu mà nó có dữ là sẽ kiểm tra lại cái cạnh dưới giống cái mã phiếu CTG nãy đó mọi người. Nó kiểm tra những cạnh này, cạnh gọi là Senku Spa của May Chimoku chặt tháng á, thì khi đó nó sẽ rút chân rất là đẹp. Đó chúng ta canh mua những mã phiếu này. Và đây là những mã phiếu mà có an toàn về trái phiếu nữa. Lam Long tương đồng như vậy luôn. Đó, Lam Long tương đồng như vậy. Kiểm tra lại này. Đó còn một số mã phiếu như Shell vậy này, Shell một mã phiếu thì sẽ canh mua. Nếu như có mức giá hấp dẫn, cái sự sẽ khấu lại vào thứ hai thì chị sẽ canh mua. Vì nó kiểm tra lại những cái điểm May Flash này rút chân cực kỳ mạnh nhá. Đã có rất nhiều những cái ví dụ cho thấy được cái việc kiểm tra May Flash rút chân rất là mạnh rồi. Đó chứ không phải em thì chỉ nói vu vơ đâu nhá. Một số mã phiếu khác như Đích này, Shell này thì nó có mức độ Đích này, SCR này, Đất Xanh này. Đó thì những mã phiếu này nó kiểm tra cạnh dưới nó tương đồng giống với mã phiếu gì mọi người thấy không? Mã phiếu Techbank đúng không? Nó có cái gì mà phiếu tên ban đúng không? Mọi người kỳ vọng được những mã phiếu này cũng giống như tên ban và sẽ như phục mạnh mẽ được như vậy và mọi người sẽ canh mua được. Nhưng mà những mã phiếu này về cái câu chuyện về cơ bản doanh nghiệp thì không an toàn được bằng ba mã phiếu em thì đã liệt kê trên nhá. Rồi qua sơ lược một tí về cái nhóm ngành tiếp theo mà mình sẽ canh mua, đó là nhóm ngành chứng khoán. Thế thì canh mua những mã phiếu như là SNI, FTS và mã phiếu VC. Đó là ba mã phiếu em thì canh mua nếu như có điều chỉnh lại về vùng hỗ trợ dưới. Thì ba mã phiếu này là ba mã phiếu có sự rõ ràng. Đầu tiên rõ ràng chặn daily này, ví dụ phân kỳ rõ ràng này. Rồi thấy một tí về chặt tháng này, chặt tuần nhé. Thấy ví dụ là tạo cho ra một cái sự cân bằng của chặt tuần rất rõ ràng và rút chân rất đẹp nhé. SNI cũng tương đồng như vậy. Rồi là FTS cũng rất khỏe. Đó. Và một góc nhìn nữa cho mọi người, một số anh chị muốn mua cổ phiếu kênh trên, cổ phiếu khỏe thị trường thì hãy tập trung vào những mã phiếu nào thì có thể quan sát được mã phiếu này. Đó là một số mã phiếu như là CKG nhá, mã phiếu khỏe thị trường là kênh trên nhá, CKG nhá. Chờ đợi coi nó vượt trên line như thế nào nhá mọi người, cứ bình tĩnh nhá, đợi vượt trên line thế nào. Đó, rồi tiếp tục là một số mã phiếu như BVD sẽ là mã phiếu kênh trên. Một số mã phiếu khác của kênh trên như là mã phiếu AIB cũng là mã phiếu rất khỏe, mà thấy không, nó dốc lên như này mà đa phần nó chỉ kéo ở cái phiên, đó là phiên ATC thôi, ATO thôi, nó rất khó chịu cho nên là chúng ta rất khó để mua. Còn là một số mã phiếu khác như là hỡi cũng là mã phiếu ta đang quan tâm này. Đó, chung những mã phiếu ở kênh trên và giảm ít hơn so với thị trường nhá. Thì góc nhìn ta như vậy. Còn với góc nhìn của một số anh chị đang kẹp hàng và góc nhìn của anh chị hiện tại đang cầm tiền như nào? Cầm tiền thì em đã đưa một số ví dụ cho anh chị rồi. Là ta phải đánh cược một vấn đề là có phiên FTL, xin lỗi FTD, phiên bộ đội thiếu đà. Chúng ta kỳ vọng một phiên bộ đội thiếu đà nhá. Chúng ta mua. Còn với một số anh chị an toàn thì có thể đứng chờ đợi một cái sự tích lũy lại tạo mô hình rõ ràng, chúng ta vào mua sau nhá. Với một số anh chị đang bị gọi là kẹp cổ phiếu, kẹp cổ phiếu thì chị hãy cầm mở chặt lên, mở chặt đồ thị chúng ta lên, mở chặt tháng, chặt tuần, chặt đi lên và phân tích thử giống như điều em vừa phân tích nhá. Và mở thêm cho cái chặt trong một giờ nữa, mở chặt một giờ nhá. Thì những mã phiếu nào đây mở một giờ lên nhá. Nhưng mà phiếu nào có nhiều tạo đáy như thế này. Đó,
tạo đáy như này, tạo nhiều đáy, hai đáy phân kỳ thế này giống như trường này đó. Và trong thế giới sắp tới nó sẽ tạo thêm một đáy nữa vùng này nữa, hoặc là tiếp đi lại vùng này an toàn nữa, tạo thêm một đáy phân kỳ đây nữa, thì nó sẽ mua và lướt tê hạ giá vốn hoặc là nắm giữ nhá, tùy vào cách mọi người. Thì đa phần em thì sẽ tập trung vào vấn đề lướt tê nhiều hơn, thì vì em thì sẽ thấy được là lướt tê vừa kiếm lãi được trên mã phiếu, vừa tạo được giá vốn tốt hơn nhá. Thì đó, không nhìn như vậy thì một cái xuống hồi phục như này thì lướt tê sẽ an toàn hơn. Và nếu chị nào chưa biết cách lướt thì liên hệ tới số lô thì như này em thì hỗ trợ nhá. Hiện tại em thì đang hỗ trợ rất nhiều anh chị vấn đề về lướt tê để cho hạ giá vốn một số tài khoản, một số mã phiếu như là BR mà nhớ không. Mã phiếu này thì em thì đã có lướt tê rất là nhiều ở đoạn này, mình thấy này nó tích lũy như này này, lướt rất dễ này, cứ mua vùng dưới này lên trên bán, mua vùng dưới này lên trên bán, thì quá trình ta bán như vậy đã một khoản tay cộng rất ok rồi đó, tầm 6% một lần bán rồi. Sau đó chúng ta lại tiếp tục mua lướt tiếp tục nhá. Thì ví dụ cho mọi người như vậy thì hãy tập trung cơ cấu nhá, thì tuyệt đối không mua đỏ nhá, thì đâu xin mọi người tuyệt đối không mua tím, mua xanh, chỉ đợi nó giảm để ta mua lướt mua đỏ. Tại sao mua đỏ hợp lý? Tại vì mua đỏ nếu nó có cái việc giảm thêm nữa, ví dụ như là mã phiếu, như là chúng ta nói về mã phiếu Liverpool Bank nhá, ví dụ Liverpool Bank đi, nếu nó về vùng dưới này nhá thì chúng ta mua cái vùng này, đó tầm vùng giá 10.86-87 nhá, tôi mua vùng giá này, chúng ta đánh cược nếu nó thủng cái vùng dưới này đó, thủng vùng dưới này thì nó sẽ bán ra cái lượng hàng đang có sẵn nhá. Chúng ta có 1.000 cổ phiếu, chúng ta mua thêm 1.000 cổ phiếu, chúng ta bán ra lượng hàng có sẵn thì chúng ta vẫn chỉ cầm 1.000 cổ phiếu, chấp nhận bị lỗ một ít nhá. Và sau đó chúng ta sẽ canh đợi mua lại khi nó về vùng dưới này, tiếp tục đánh cược. Và nếu như nó hồi á thì nó sẽ hồi rất mạnh lên trên, khi đó ta sẽ lướt và tỷ lệ nó hồi lên cao hơn thì nó về những vùng giá cân bằng nhá. Thì khi về những vùng giá cân bằng thì tệ nó phải có một phiên hồi phục nào đó ngắn hạn trong phiên, nó có thể hồi lượng về vùng trên này cho giảm lại điều đó bình thường, thì canh những nhịp như vậy ta lướt đó thì an toàn hơn. So với anh chị đi mua đuổi vùng phía trên này thì em tức nhiều khi chị không bán được vùng giá cao hơn nữa, anh chị phải đợi những vùng giá nó kiểm tra vùng giá dưới này, nhiều khi sẽ bị tâm lý chị bán ra những vùng giá dưới này, sau đó chị sẽ bán ra, không rồi chị sẽ mua lại hoảng loạn rất nhiều nhá. Thì đó, có mình cho mọi người như vậy thì video này thúc thôi. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã lắng nghe trò chuyện với em Thiện, và cảm ơn mọi người có thời gian xem những video này của em Thiện. Em Thiện sẽ ra nhiều video hay hơn như vậy, và xin kết thúc video đây thôi. Và rất mọi người cũng nhấn thích video của em Thiện nhá, những chia sẻ video lan tỏa nhiều người hơn, comment ở đây để cho em Thiện hiểu được mọi người đang mong muốn gì và đang chờ chờ cái điều gì để Thiện làm video đúng ý muốn mọi người. Và hãy nhấn vào rung cộng đồng đây để tham gia, để nhận chị báo BG như là một số nhận định của em Thiện nhá. Xin chào mọi người, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhé. Xin chào mọi người.